Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp những tin tức nổi bật trong ngày 6 tháng 4 của truyền hình Thông tấn. Như thường lệ, kính mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những tin tức thời sự trong nước và quốc tế nổi bật cùng nhiều vấn đề của đời sống xã hội được khán giả quan tâm từ các bản tin đã phát trong ngày của truyền hình Thông tấn. Mở đầu bản tin sẽ là phần tổng hợp công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta trong ngày 6 tháng 4. Tính đến 18 giờ ngày 6 tháng 4, cả nước ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 3 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, những người này đã được đưa đi cách ly. Một trường hợp dương tính khác là một bệnh nhân nam đưa vợ đi khám bệnh tại khoa miễn dịch dị ứng Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. Hiện 4 bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong ngày hôm nay, cả nước cũng có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân lên 95 người. Chiều ngày 6 tháng 4, chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua nhờ cả nước đồng lòng thực hiện nghiêm các chỉ thị 15 và 16, công tác chống dịch đạt một số kết quả tích cực, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị này, yêu cầu các lực lượng không được chủ quan, lơ là. Dịch COVID-19 đã tái nhiễm ở một số nơi trên thế giới. Các lực lượng tham gia chống dịch không được phép chủ quan, lơ là, say sưa với chiến thắng bước đầu. Dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến lược chống dịch của Việt Nam là phải khóa chặt từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong, phải thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Nếu làm tốt việc này thì sẽ không có đỉnh dịch ở Việt Nam. Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường hợp tác toàn cầu về phòng chống dịch, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác về kinh tế. Việt Nam có thể xuất khẩu gạo có kiểm soát, xuất khẩu khẩu trang và phần mềm liên quan cho các nước có nhu cầu. Thủ tướng cũng đề nghị tạo điều kiện cho người Việt Nam, nhất là các nhóm yếu thế như trẻ em, vị thành niên, người đi chữa bệnh nặng bị kẹt ở nước ngoài về nước. Dịch COVID-19 đang gây ra những thiệt hại nặng nề nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội để thay đổi. Việt Nam cần chủ động với tình hình mới. Mặc dù hai ngày qua ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 rất ít, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Nếu thực hiện giãn cách xã hội như hiện nay, thì Việt Nam sẽ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 diễn ra sáng nay, 6 tháng 4. Theo Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại, ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, quán Bà Buddha, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận đã được kiểm soát nhưng không thể chủ quan. Trường hợp bệnh nhân 237 là một ví dụ khi đi rất nhiều nơi và visa đã hết hạn nửa tháng. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Công an tiếp tục duy trì việc đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để rà soát, cách ly kịp thời những người nghi nhiễm. Tất cả các trường hợp sau khi hoàn thành cách ly tập trung đều sẽ phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng 6 tháng 4. Căn cứ tình hình dịch bệnh trên thế giới, và trước việc tại Hà Nội đã xuất hiện trường hợp ủ bệnh đến 23 ngày tại huyện Mê Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các xã phường ra quyết định cách ly tiếp 14 ngày đối với người trở về từ các khu cách ly tập trung. Những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm F1 cũng áp dụng cách ly tương tự. Đồng thời yêu cầu phải lấy mẫu xét nghiệm lại đối với những người cách ly sau 8 đến 9 ngày. Chiều 6 tháng 4, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh họp trực tuyến về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tiếp theo. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện ráo riết các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng, tiếp tục rà soát giám sát người nhập cảnh, người về từ vùng dịch, siết chặt kiểm soát dịch qua 62 chốt kiểm soát toàn thành, đồng thời tập trung giám sát kiểm tra các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có đông công nhân để đánh giá rủi ro, qua đó có phương án điều chỉnh ca kíp hoặc giảm số lượng công nhân để đảm bảo an toàn cho người lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định, nhất là với các mặt hàng thiết yếu. Thưa quý vị và các bạn, nước Mỹ đang sẵn sàng cho tuần khó khăn nhất chống đại dịch COVID-19, trong khi đó thì tình hình dịch tại châu Âu và châu Á lại đang có một số tín hiệu khả quan hơn. Và ngay sau đây sẽ là phần tổng hợp diễn biến dịch trên thế giới trong ngày 6 tháng 4. Theo số liệu thống kê tính đến tối nay theo giờ Việt Nam, tại Mỹ đã có gần 337.000 người mắc COVID-19, cao nhất trên toàn cầu, trong đó đã có hơn 9.600 ca tử vong. Mặc dù số ca tử vong ở New York, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nước Mỹ đã lần đầu tiên giảm kể từ khi dịch bùng phát, song giới chức nước này vẫn cảnh báo Mỹ đang bước vào tuần khó khăn nhất trong cuộc chiến chống đại dịch và số ca tử vong có thể lên đỉnh trong vài ngày tới. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh
số ca tử vong ở một số bang như Pennsylvania, Colorado và thủ đô Washington có dấu hiệu bắt đầu tăng, trong khi số ca vẫn đang phải điều trị ở Mỹ là hơn 309.000 người, bằng 1/3 tổng số ca đang điều trị trên toàn thế giới. Hiện hầu hết các bang ở Mỹ đã yêu cầu người dân ở nhà và đeo khẩu trang bảo vệ mỗi khi cần ra đường vì nhu cầu thiết yếu. Trong khi đó, tình hình dịch tại châu Âu và châu Á lại đang có một số tín hiệu khả quan, khi cùng có số ca mắc mới và tử vong giảm mạnh tại một số điểm nóng. Cụ thể tại châu Âu, cả Italy, Tây Ban Nha và Pháp đều ghi nhận số ca tử vong giảm so với các ngày trước, thậm chí còn thấp nhất trong 1 đến 2 tuần. Chính điều này đang khiến một số nước như Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Phần Lan cân nhắc nới lỏng các biện pháp cách ly, trong khi Italy xem xét nới lỏng phong tỏa sau một tháng áp dụng. Tại châu Á, cả hai tâm dịch lớn nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc cũng ghi nhận số ca mắc mới giảm mạnh với 47 ca ở Hàn Quốc và chỉ 1 ca ở Trung Quốc. Ngoài ra, số bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị ở hai nước này cũng giảm rất nhanh, với gần 1.400 người ở Trung Quốc và gần 3.600 người ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới chức hai nước vẫn hối thúc người dân đề cao cảnh giác, nhất là nguy cơ từ các ổ dịch nhỏ nằm rải rác trong cộng đồng. Trái ngược với các quốc gia khác ở châu Âu, tình hình dịch bệnh tại Anh lại đang diễn biến hết sức đáng lo ngại, khi trong ngày hôm qua ghi nhận gần 6.000 ca mắc mới và 621 ca tử vong, cao nhất ở châu Âu. Như vậy, tới nay Anh đã có gần 48.000 ca mắc bệnh, trong đó có hơn 4.900 ca tử vong và gần 43.000 ca vẫn đang phải điều trị. Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân có cả Thủ tướng Anh Boris Johnson. Sau khoảng 10 ngày tự cách ly tại nhà, văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ Thủ tướng Johnson đã phải tới bệnh viện trong tối qua, nhưng ông vẫn điều hành chính phủ. Trong trường hợp bệnh tình của Thủ tướng trở nặng, Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng đứng đầu nội các Dominic Raab sẽ được trao quyền làm thay. Đại dịch COVID-19 đang khiến phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất ngay tại nơi họ nên được an toàn nhất, đó là bạo lực trong chính ngôi nhà của mình. Đây là cảnh báo được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra ngày hôm qua, trong bối cảnh một số nước trên thế giới đang ghi nhận số ca bạo lực gia đình tăng lên. Đơn cử như theo Ủy ban Phụ nữ Quốc gia Ấn Độ, trong tuần đầu tiên hạn chế đi lại, nước này đã ghi nhận số vụ bạo lực gia đình tăng gấp đôi. Pháp cũng ghi nhận tình trạng gần tương tự, với tỷ lệ bạo lực gia đình tăng 30% trong tuần đầu phong tỏa. Trong khi đó, ở Australia, số lượt tìm kiếm trên mạng Internet liên quan tới nội dung hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tăng tới 75%. Trước tình hình này, ông Guterres kêu gọi các chính phủ tìm những biện pháp hỗ trợ cho những đối tượng nguy cơ cao, bởi theo ông, bảo vệ phụ nữ nên và cần phải là một phần trong kế hoạch hành động chống đại dịch COVID-19. Vườn thú Bronx tại New York hôm qua thông báo một con hổ trong vườn thú này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đó là một con hổ cái giống Malaysia, đã 4 năm tuổi và có dấu hiệu ho khan trước khi được đưa đi xét nghiệm. Đây là trường hợp đầu tiên một loài vật được ghi nhận mắc COVID-19 tại Mỹ và cũng là trường hợp đầu tiên ở loài hổ trên toàn thế giới. Trước đó, một chú chó ở vùng lãnh thổ Hồng Kông, Trung Quốc cũng được xác định mắc COVID-19, cho thấy dịch bệnh này có thể lây lan cho cả người và động vật nuôi. Thưa quý vị, trước tình huống ca bệnh 237 dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tới nhiều bệnh viện khám chữa bệnh khiến cho 89 y bác sĩ phải cách ly, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều ngày 6 tháng 4, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã đưa thêm khu cách ly dã chiến vào hoạt động và đưa ra các phương án khác nhau để đảm bảo an toàn tại đây. Duy nhất một cổng để đón tiếp toàn bộ bệnh nhân đến khám và cấp cứu thay vì ba cổng như trước. Toàn bộ những ai vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ bắt buộc phải khử khuẩn đồ dùng cá nhân, khai báo y tế. Những sản phụ có dấu hiệu sốt, ho, khó thở ngay lập tức được cách ly riêng và đưa vào khu khám bệnh dã chiến vừa được thiết lập tách riêng với khu điều trị nội trú. Nhiều sản phụ đến gần ngày sinh nở đều cảm thấy lo lắng khi đến bệnh viện trong những ngày này. Cũng thấy rất là lo chị ạ, rất là lo bởi vì bản thân là lo cho mẹ còn lo cho cả con nữa. Chưa tiên thì em đã được khai tờ khai y tế đo nhiệt độ bắt đầu từ cổng vào, sau đó là khi mà đi vào khu khám mà em lại được đo nhiệt độ thêm một lần nữa bằng thủy ngân ấy, thì nhiệt độ đấy thì rất là chính xác. Vì thế nên là khi mà bình thường thì em hay hồi hộp, nên là khi mà thế thì nhiệt độ lên cao một chút thì đã được đưa sang khu bên này, và khu bên này thì các bác sĩ làm rất là, các bác sĩ thì rất là tận tình.
Trong thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận và cách ly 26 thai phụ đến từ vùng dịch, có các yếu tố dịch tễ tiếp xúc với người nghi nhiễm. Ngoài việc tiếp nhận điều trị với lối đi riêng, khu khám riêng và khu đẻ mổ riêng biệt, bệnh viện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để lấy mẫu xét nghiệm và đã có 13 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. Để tránh xảy ra tình huống như có ca bệnh không xuất hiện triệu chứng đến khám, bệnh viện cũng lên phương án sẵn sàng. Tất cả những người đến khám đều là những người có thể có nguy cơ mà chúng ta chưa phát hiện được. Cho nên cái ban đầu là tất cả cán bộ y tế của chúng tôi khi tiếp xúc với những người đấy, kể cả bảo vệ, vệ sĩ, kể cả những người làm công tác sàng lọc ở các cổng đều được sử dụng các cái phương tiện bảo hộ tối thiểu, ít nhất là khẩu trang, sau đó là cái màng ngăn giọt bắn. Và hiện nay sau cái công điện đấy thì chúng tôi tiến hành tất cả những người khám cấp cứu ban đầu, đối tất cả những người đến khám ở đây thì bắt buộc phải mặc áo bảo hộ để ngăn cản cái chuyện mà có thể lây nhiễm. Với những trường hợp thai phụ mắc COVID-19, bệnh viện sẽ chuẩn bị xe cấp cứu chuyển bệnh nhân sang bệnh viện được chỉ định và có phòng mổ riêng là bệnh viện Đức Giang. Trước tình hình dịch bệnh đã có sự lây nhiễm từ cộng đồng vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và ngược lại, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có công điện khẩn yêu cầu các cơ sở y tế nâng cấp các biện pháp phòng chống dịch. Tất cả những người đến khám có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng đều cần được chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay hoặc cách ly, chuyển tuyến đúng. Và chúng tôi có khuyến cáo là tăng cường nâng cấp cái mức độ phòng chống bệnh dịch, đặc biệt từ các cái cửa vào của các cơ sở y tế như là phòng khám, khoa cấp cứu. Và các bệnh nhân khi đến các cơ sở y tế thì sẽ được coi như những người bị nghi lây nhiễm COVID-19 và sẽ phải được phân luồng, điều tra dịch tễ và xét nghiệm. Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đều đã bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi khám và điều trị cho tất cả các khoa phòng. Trường hợp người bệnh cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ thì kíp cấp cứu phải mang đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân như khi cấp cứu người nhiễm COVID-19. Rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý nhân lực, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh trong giai đoạn chống dịch hiện nay và nếu có diễn biến tăng lên. Thưa quý vị, những ngày này thì mọi người, mọi nhà đều quyết tâm thực hiện cách ly xã hội, ở nhà tối đa để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với những người lao động phải chạy ăn từng bữa thì việc phải tạm ngừng mưu sinh hàng ngày khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm suất cơm di động miễn phí mỗi ngày đang là cứu cánh của không ít những người nghèo yếu thế và là hình ảnh ấm áp tình người trong cơn bão COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi kế sinh nhai của người phụ nữ này. Hàng quán ế ẩm và rồi đóng cửa hàng loạt cả tuần nay nên chẳng còn ai thuê bà rửa chén bát nữa. Bởi vậy, bà vô cùng trân trọng những bữa cơm từ thiện được nhận trên đường phố từ những người không hề quen biết như thế này. Cho mình ăn bữa cơm từ thiện, mình thấy quỷ và ăn hàng ngày thì cũng nói chứ. Cái khó khăn thì mình mới thấy những người đó họ thương người. Họ mới làm những cái việc đó, họ không phải bỏ công vất vả này, họ làm cái công việc đó giúp đỡ những người nghèo khổ. Thấu hiểu cảnh khó khăn của những người lao động tự do, quán cơm từ thiện 2.000 đồng này đã quyết định tổ chức chương trình cơm di động miễn phí, phục vụ hàng ngày trong suốt thời gian thực hiện cách ly xã hội. Trong cái mùa dịch này thì chúng tôi có mặt ở tại quán Yên Vui là đúng 6 giờ rưỡi sáng là mình phục vụ. Là khoảng từ 200 tới 250 suất là có cái hôm thì cơm, có hôm thì cháo, có hôm thì bún. Tôi về hưu rồi tôi cũng góp một cái phần nhỏ như thế, cũng giống như các chị em ở đây. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, các tình nguyện viên chở những suất cơm này tới một số địa điểm nhất định và hướng dẫn hỗ trợ bà con đến nhận cơm một cách an toàn. Quán thì vẫn chủ trương là phải đảm bảo về cái việc an toàn về cách ly. Thứ nhất là đứng khoảng cách 2 mét, mỗi người nhận là phải tự rửa tay. Bữa cơm thì rất là thiện tâm với lại chúng tôi, tức là giấy xe ôm, cái thùng cũng rất là vui cho cái những bữa cơm thiết thực như thế này. Những suất cơm di động ở Đà Nẵng là một minh chứng cho thấy dịch bệnh COVID-19 dù nguy hiểm nhưng lại là cơ hội để mỗi người thể hiện sự quan tâm và chia sẻ tình thương với không chỉ những người thân yêu mà cả cộng đồng xung quanh.
quý vị, thông qua việc mở rộng đối tượng hỗ trợ giãn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, đề xuất mới của Bộ Tài chính đã tăng gói hỗ trợ thêm gần 100.000 tỷ đồng so với đề xuất trước đó. Đáng chú ý là dù đã qua thời hạn quyết toán thuế năm 2019, nhưng các doanh nghiệp thiệt hại vì COVID-19 vẫn nhận được gói ưu đãi này. Theo tính toán của Bộ Tài chính, doanh nghiệp được hỗ trợ gói ưu đãi thuế lần này lên đến 98% doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Để được gia hạn, doanh nghiệp cần phải nộp đơn đề nghị trước ngày 30 tháng 7. Để đơn giản trong quá trình thực thi cái nội dung cái gói hỗ trợ này, thì chỉ doanh nghiệp chỉ cần làm cái đơn đề nghị và chỉ nộp một lần cho cái cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Và trong đơn đề nghị thì chúng tôi đã ban hành cái mẫu đính kèm. Và các loại thuế doanh nghiệp được gia hạn thì doanh nghiệp chỉ điền vào cái mẫu thôi và gửi cho cơ quan thuế. Và thời gian thì trước ngày 30 tháng 7, trong thời gian gửi tờ khai thì cái đơn này thì được gửi cùng với lại cái hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành, thì đến ngày 30 tháng 3 năm 2020, tức là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. Như vậy hiện đã quá hạn. Tuy nhiên, nghị định đã được dự thảo từ ngày 26 tháng 3, nên Bộ Tài chính đã có thông báo tới Tổng cục Thuế, thông báo tới các cơ quan thuế địa phương, thông tin tới doanh nghiệp biết để nộp đơn gia hạn. Đối với những doanh nghiệp đã nộp trước sẽ được bù trừ vào các khoản thuế phải nộp khác. Sau ít ngày lưu thông bình thường, đến nay do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, tình hình xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc lại bị ùn ứ. Hàng nghìn xe đã bị chậm thông quan mỗi ngày, đồng nghĩa chất lượng hàng hóa cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Các chuyên gia và cơ quan chức năng khuyến cáo các hiệp hội và các doanh nghiệp, người nông dân phải kiên định việc xuất khẩu các mặt hàng chính ngạch đã được phía Trung Quốc chấp nhận, đặc biệt là trái cây và thủy sản, đồng thời chú trọng tiêu thụ thị trường nội địa. Những ngày này, tình trạng xe hàng nông sản ùn ứ lại xảy ra dọc các cửa khẩu đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Ước tính có khoảng 4.000 xe tồn đọng trên toàn tuyến. Riêng khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn có 1.000 xe. Cơ quan chức năng đã kiểm tra thực tế và nhận định nguyên nhân chính vẫn là do tình hình dịch COVID-19. Trong cái bối cảnh phòng chống dịch bệnh này, cho nên là đặc biệt phía Trung Quốc là đang thiếu trầm trọng cái lực lượng lao động giữa hàng hóa. Nếu mà trước đây là 85% cái lao động xếp giữa hàng hóa tại các bến bãi phía Trung Quốc thì đều là người Việt Nam, thì hiện nay chúng ta là cái vấn đề này là hiện nay là đang thiếu trầm trọng. Và cái điều đó nó tác động rất là mạnh mẽ tới cái việc mà năng lực mà chúng ta giải quyết cho cái xe tồn đọng. Trung Quốc cũng khá thận trọng, thậm chí thì người ta đã xây dựng những cái tường rào khá chắc chắn và người ta đã dừng các cái xe hàng hóa ở các cái vùng có dịch của Việt Nam. Như vậy là cái tình trạng ùn ứ cái hàng hóa tại cái cửa khẩu trong 3 tuần đầu của cái tháng 4 này nó là một cái thực tế có khả năng là nó ít sáng sủa. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi không kịp thông quan hàng hóa, đặc biệt là trái cây tươi rất nhanh hỏng do bị ùn ứ nhiều ngày tại cửa khẩu. Trên các trang mạng của Trung Quốc thì cũng đã có truyền thông về cái vấn đề mà cái clip do một người Trung Quốc tại cửa khẩu có quay cái quả thanh long, trong đó thì có xuất hiện những cái con giòi là tôi nghĩ cái việc thời gian mà chúng ta đợi thông quan thì làm cho cái quả nó sẽ quá chín hoặc là bị hư hỏng, sẽ gây nên cái việc mà trong trái nó có giòi. Tôi nghĩ đây là một cái khoảng thời gian mà nó rất là khó khăn, đó là cái ảnh hưởng về tâm lý của người tiêu dùng. Những khó khăn đã tác động trực tiếp đến kết quả xuất khẩu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm ước đạt 710 triệu đô la Mỹ, giảm tới 34% so với cùng kỳ năm trước. Lượng xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 350.000 tấn, giảm tới 200.000 tấn so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu, xuất khẩu sẽ còn nhiều bấp bênh. Do đó, các doanh nghiệp đang chú trọng đến thị trường nội địa nhiều hơn. VinIT là hiện nay là đang đầu tư vào những ngành chủ yếu bán lẻ trong nước và chuyên bán trái cây Việt Nam. Và đầu tư công nghệ bảo quản, đầu tư hình ảnh, tôi hy vọng là nó sẽ tốt cho thị trường nội địa. Đó, điển hình là cuối năm vừa rồi là doanh số trước Tết là doanh số bán rau quả của hệ thống hàng bán lẻ nó rất là cao, rất là tốt. Các chuyên gia và cơ quan quản lý cũng cho rằng trong bối cảnh các cửa khẩu phụ đóng lại để phòng dịch, các doanh nghiệp thương nhân xuất khẩu không nên mang hàng hóa lên khu vực cửa khẩu khi không có thông tin rõ ràng từ phía đối tác nhập khẩu. Cần phải hiểu rõ như này ạ.
là dù Trung Quốc có thiếu và có nhập cái hàng nông sản của Việt Nam thì Trung Quốc vẫn kiên định về mặt tiêu chuẩn hàng hóa nhập khẩu. Do vậy là phải làm cho nó chuẩn mà theo hợp đồng. Một trong những cái điều mà chúng tôi rất muốn khuyến cáo đối với các cái hiệp hội về ngành hàng cũng như các doanh nghiệp và bà con nông dân, đó là chúng ta phải kiên định cái việc mà xuất khẩu các mặt hàng chính ngạch đã được mà phía Trung Quốc chấp nhận, đặc biệt các mặt hàng trái cây, rồi là các mặt hàng mà thủy sản qua các cái cửa khẩu chính ngạch. Và chỉ có cái việc mà chúng ta có các hợp đồng ngoại thương và các hợp đồng thương mại quốc tế bằng những cái hình thức mà ký kết rất là rõ ràng để chúng ta làm những cái vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan thì chúng ta mới đảm bảo được cái vấn đề mà thông quan tại các cửa khẩu chính ngạch. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng phải rà soát lại cái tình hình mà nguồn cung của năm nay. Thì về phía bộ là đã có cái báo cáo của Chính phủ, đặc biệt là chúng ta rà soát kể cả cái vấn đề là cơ cấu mùa vụ lẫn cả các cái số lượng hàng tồn kho. Rõ ràng thời điểm này chỉ những mặt hàng xuất khẩu chính ngạch có hợp đồng thương mại với đối tác nhập khẩu, có hồ sơ xuất xứ hàng hóa được chứng nhận mới đảm bảo được thông quan thuận lợi. Tiếp theo sẽ là một số tin tức đáng chú ý khác đã diễn ra trong ngày. Ngày 6 tháng 4, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ đối tượng Quang Văn Thành, sinh năm 1997, trú tại bản Hong Rồm, có biểu hiện ngáo đá và có hành vi đập phá trụ sở làm việc tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã. Trước đó, lúc 0 giờ ngày 5 tháng 4, sau khi sử dụng ma túy, Quang Văn Thành liên tục có cảm giác bị ai đó chửi mắng bên tai và nghĩ lực lượng công an không giải quyết vụ việc cho mình. Do đó, đối tượng đã đem theo hung khí đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Mường Hung đập phá cửa phòng làm việc của lực lượng công an xã. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 6 tháng 4, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời khống chế, bắt giữ Đinh Văn Máy, sinh năm 1985, trú tại làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, khi đối tượng này định dùng xăng phóng hỏa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Khi bị truy đuổi, đối tượng đã chạy vào phòng khám khóa chặt cửa cố thủ, rồi đổ xăng vào đốt, gây lửa cháy dữ dội, buộc công an phải phá cửa dập tắt đám cháy. Lợi dụng khói lửa, đối tượng tiếp tục bỏ chạy lên tầng 2 và mang theo một bình xịt cứu hỏa để đối phó. Lực lượng chức năng phải dùng biện pháp mạnh để khống chế đối tượng. Đối tượng Máy có tiền sử sử dụng ma túy và có biểu hiện tâm thần. Ngày 6 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 11 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook có tên là Thùy Dương vì đã đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình trộm cắp giết người tại Mỹ Phước gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng an ninh trật tự. Sau khi đăng tải bài viết được 15 phút thì Dương đã tự gỡ bài đăng. Đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Ngày 6 tháng 4, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước đã tái thả 25 cá thể động vật quý về rừng. Những động vật này đã được cứu hộ chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã. Hiện tại, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật đang tiếp tục cứu hộ cho nhiều cá thể động vật hoang dã, trong đó có các loài thuộc nhóm 1B như vọc trà vá chân đen, vượn đen má trắng, cu ly nhỏ, nhóm 2B, chăn mốc, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ. Từ khi thành lập năm 2016 đến nay, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật tiếp nhận 104 cá thể động vật hoang dã và thả về rừng 85 cá thể, số còn lại đang tiếp tục được chăm sóc để phục hồi bản năng tự nhiên. 15 phút là dùng. Ngày 6 tháng 4 tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre điểm cung cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân chống hạn mặn trong mùa khô năm 2020. Điểm cung cấp này sẽ phục vụ nước ngọt cho hơn 1.500 nhân khẩu trong khu vực với khối lượng 300 mét khối mỗi ngày. Nước được khai thác lên từ giếng khoan ở độ sâu 300 đến 450 mét dưới lòng đất, đưa lên bồn lắng rồi qua hệ thống cột lọc, xử lý ngược, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng nước đạt tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt. Trong tháng 4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên sẽ lắp đặt thêm 4 điểm cấp nước ngọt miễn phí, hỗ trợ người dân các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Thưa quý vị, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm giá thịt heo hơi xuống 60.000 đồng một kg để hỗ trợ người tiêu dùng trong tình hình đời sống khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong những ngày đầu tháng 4 thì giá heo hơi về các chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm. Thế nhưng mức giảm chỉ vài nghìn đồng một kg thì chưa đủ tác động đến giá thịt tiêu dùng nên người dân vẫn phải mua thịt với giá quá cao quá chát. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, giá heo hơi vào chợ đầu mối Hóc Môn đã giảm 5.000 đồng một ký xuống mức 70.000 đồng một ký, từ đó kéo giá thịt mảnh giảm từ 5 đến 10.000 đồng một ký.
Tuy nhiên do lượng heo về chợ cũng giảm từ 10 đến 20%, nên ở nhiều thời điểm giá heo hơi vẫn cao. Từ 1 tháng 4 giờ là heo nó không có xuống mà nó còn lên nữa chị ạ. Lên đến 50 ngàn một ký luôn. Đó, đâm ra mua được và bán không có được. Giá thịt tại chợ đầu mối không giảm khiến miếng thịt đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao. Tại các chợ lẻ, các mặt hàng thịt heo dao động từ 130.000 đến 250.000 đồng một ký. Cao nhất là sườn non và ba rọi từ 180.000 đến 250.000 đồng một ký. Giá cao khiến tiểu thương chật vật, vừa để bán được hàng, vừa để không bị lỗ vốn. Nếu mà công ty mà giảm là giảm xuống liền. Nên mà chưa có nghe nó dục dịch giảm gì hết á. Bán cho người dân cũng phải bán nới cho một chút thì mới dễ bán. Chị mua 100 ngàn á, hôm trước thì chị ăn cả ngày không hết. Bây giờ chị ăn được có một bữa thôi. Cho nên chị thấy giá nó cũng cao quá. Heo hơi giảm giá nhưng thịt mảnh, thịt tiêu dùng vẫn không giảm. Nghịch lý này được các chợ đầu mối và tiểu thương cho biết. Các thương lái đang phải gánh nhiều khoản chi phí, lại thêm phần đầu và bộ lông heo chiếm khoảng 20 đến 25% giá thành của cả con heo, hiện không tiêu thụ được do hàng quán đóng cửa, buộc thương lái phải nâng giá heo. Thế nhưng, nếu để giữ giá cho thương lái sẽ thiệt thòi nhiều hơn cho người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng quay lưng, chính người bán thương lái sẽ gặp câu chuyện giải cứu. Lòng đầu không có ai thâu hết, nên lái nó phải buộc lòng bán giá nó nâng lên, đừng nó kéo bộ đầu lòng lại. Để nó đảm bảo được cái lợi nhuận, đảm bảo được cái vốn cho cái người kinh doanh. Kinh doanh kể cả heo mảnh cũng như kinh doanh kể cả heo qua lóc. Vì cái nhu cầu hiện nay là rất là thấp, giảm rất nhiều. Cho nên là nếu mà như vậy thì khả năng là có thể là một hai những ngày tới thì người ta cũng phải đưa cái hàng về ở cái mức vừa phải để đảm bảo đúng như cái nhu cầu thực tế của thị trường. Theo các chuyên gia, chi phí trung gian ở các khâu giết mổ, vận chuyển, phân phối còn cao đã tác động đến giá bán lẻ thịt heo. Nay việc tiêu thụ lại chịu ảnh hưởng dịch bệnh khiến giá thịt heo chưa giảm như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Để người tiêu dùng không phải chịu mức giá quá chát, rất cần sự chia sẻ lợi ích của tất cả các khâu trong chuỗi giá trị thịt heo trong giai đoạn khó khăn này. Tiếp tục bản tin là tổng hợp những tin tức quốc tế đáng chú ý đã diễn ra trong ngày. Nhà chức trách Ukraine ngày hôm qua đã ghi nhận mức phóng xạ cao tại khu vực cấm xung quanh Chernobyl, nơi từng xảy ra vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng năm 1986. Hiện tượng trên xuất hiện sau khi tại đây xảy ra một vụ cháy rừng lớn và phải một ngày sau mới kiểm soát được. Theo người đứng đầu cơ quan giám sát sinh thái quốc gia Ukraine, lượng phóng xạ đo được ở khu vực đám cháy cao gấp 16 lần mức bình thường. Tuy nhiên, mức này chưa đủ để đe dọa đến tính mạng của người dân sống quanh đó. Ngày 6 tháng 4, một cơn bão lớn kèm theo gió lốc đã đổ bộ vào đảo quốc Vanuatu trên vùng biển Nam Thái Bình Dương. Tâm điểm đổ bộ của bão là ở tỉnh Sanma và cơn bão đã mạnh lên thành cấp 5 khi đổ bộ, cũng là cấp cao nhất, với tốc độ gió đo được lên tới 215 km/h. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do bão gây ra. Trước khi vào Vanuatu, cơn bão này đã quét qua quần đảo Solomon và cuốn bay một chiếc tàu chở 27 người. 5 người trong đó đã thiệt mạng, những người còn lại vẫn đang mất tích. Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 khiến người dân ở nhiều nước đang thực hiện giãn cách xã hội, thế nhưng dịch bệnh không thể ngăn tình yêu thương vẫn luôn ngập tràn. Trên một con phố ở New Jersey của nước Mỹ, một cặp đôi đã trao nhau lời ước hẹn và thực hiện các nghi thức đám cưới đơn giản với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè ở khoảng cách an toàn. Do dịch COVID-19, anh Mark Mahasky và chị Beck Mahan đã buộc phải hoãn lại đám cưới của mình. Thế nhưng cả hai đều không ngờ rằng mình sẽ có một ngày đặc biệt không thể quên trong cuộc đời. Đây chắc chắn là điều bất ngờ nhất tôi đã nhận được trong đời. Mẹ cô ấy nói rằng là sẽ mang bữa tối qua cho chúng tôi. Vậy mà cuối cùng thì tất cả đều có mặt ở đây. Chúng tôi chỉ muốn làm gì đó cho cả hai, một niềm vui tuy nhỏ nhưng ý nghĩa trong thời điểm khó khăn này. Để đảm bảo giãn cách xã hội, tất cả bạn bè, người thân và cả hàng xóm láng giềng tham dự đám cưới đều duy trì đúng khoảng cách được khuyến cáo. Không có váy cưới hay bộ sút bảnh bao, nhưng cặp đôi đã có khoảnh khắc ngọt ngào trong đám cưới đặc biệt trước tràng pháo tay chúc mừng của những người chứng kiến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông Tấn. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.